Công ty hoạt động trong lĩnh vực đồ uống và thực phẩm Kirin Holdings Nhật Bản sẽ bắt đầu bán những chiếc thìa muối điện giúp tăng vị đậm đà của đồ ăn mà không cần thêm muối. Theo đó có thể thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Sản phẩm độc đáo trên được ra mắt thị trường trong nước ngày 20 tháng 5, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được thương mại hóa. Trong tháng năm này, công ty Kirin dự kiến chỉ bán 200 chiếc thìa muối điện thông qua nền tảng trực tuyến với giá 19.800 yên, tương đương 127 đô la Mỹ một chiếc. Trong tháng 6 tới, một nhà bán lẻ của Nhật Bản cũng sẽ bán sản phẩm này với số lượng hạn chế. Công ty Kirin có kế hoạch bán ra nước ngoài từ năm 2025 và hy vọng sản phẩm độc lạ của họ sẽ thu hút được 1 triệu người dùng trên toàn cầu trong 5 năm. Chiếc thiền này nặng 60 gram, được làm bằng nhựa và kim loại, sử dụng pin lithium. Thiết bị do Phó Giáo sư Hiromi Nakamura của Đại học Tokyo và Giáo sư Homei Miyashita của Đại học Meiji đồng sáng chế. Trước đó, ông Miyashita đã chứng minh được đũa điện có tác dụng tăng vị giác. Hiệu ứng này được tạo ra bằng cách truyền điện trường yếu từ thìa để tập trung các phân tử ion natri trên lưỡi, từ đó làm tăng cảm giác mặn của thức ăn. Nhờ nghiên cứu về thiết bị có thể thay đổi được vị giác, hai nhà khoa học trên đã giành được giải IG Nobel, giải thưởng dành cho những thành tựu bất thường và độc lạ. Công ty Kirin cho rằng công nghệ này có tầm quan trọng đặc biệt tại Nhật Bản, nơi người trưởng thành tiêu thụ trung bình khoảng 10 gram muối một ngày, cao gấp đôi so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới chế độ ăn quá nhiều muối làm tăng tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp đột quỵ và các bệnh khác